Sau nhiều lần sáp nhập và mở rộng, năm 1987, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân được thành lập. Với vị trí địa lý thuận lợi, dân cư thuần hòa đông đúc, từ nhiều thế kỷ trước, nơi đây đã nổi tiếng khắp trấn bởi truyền thống hiếu học và giao thương nhộn nhịp sầm uất. Người Vĩnh Trụ luôn có niềm tin vững chãi vào sự phù trợ của các bậc tiền nhân tiên tổ, và cũng từ niềm tin và điểm tựa tâm linh đó mà trên vùng đất giáp dòng Long Xuyên này, nhiều mỹ tục được người xưa tạo lệ và duy trì cho đến ngày nay. Đó là những dấu sử thiêng về một vùng đất học, đất văn còn in đậm trong lòng di tích. Là những kỳ phúc hội diễn ra trong tứ thời xuân, hạ, thu, đông. Một trong những việc làng mở đầu cho nếp đại lệ trong năm đó là lễ hội Đình Làng Vĩnh Trụ. Đây là nét phong tục tín ngưỡng nhắc nhớ các thế hệ về lịch sử quê hương, tri ân công đức của các bậc tiền nhân đã khởi tạo, vun đắp và làm dày thêm bản sắc lịch sử văn hóa trên vùng đất Vĩnh Trụ hôm nay. Đình Vĩnh Trụ thờ bốn vị thành hoàng là Đông Bảng Đại Vương, Minh Cát Đại Vương, Ngũ Lôi Đại Vương và Linh Ứng Đại Vương. Đây là các vị nhân thần và thiên thần có công âm phù riêng trợ cho vua Lý Thần Tông đánh giặc giữ nước thế kỷ 12. Lập công lớn, Đông Bảng và Minh Cát được vua phong đất lập sinh từ, mà nay chính là vị trí của ngôi đình và chùa Vĩnh Trụ. Các bậc cao niên trong làng kể lại rằng, lễ hội Đình Làng Vĩnh Trụ được tổ chức vào ngày rằm tháng Giêng xa xưa đã là đại lệ gắn với nhiều sự kiện lịch sử và những vị nhân thần, thiên thần có công với xã tắc non sông. Như nhiều vùng quê của đồng bằng Bắc Bộ, lễ hội lấy ngày thiên hóa của các vị làm ngày lễ trọng. Đây là dịp để nhân dân tri ân các vị thành hoàng và tưởng nhớ ân đức của tiền nhân với đất Vĩnh Trụ qua các thời kỳ lịch sử. Đông Bảng Đại Vương và Minh Cát Đại Vương là dưới thời Lý Nhân Tông. Sau khi Lý Nhân Tông truyền ngôi cho con đó là Lý Thần Tông, thì các ngài lại có công là dạy vua Lý Thần Tông học và phò vua dẹp giặc, đó là giặc Hồ Tôn Tinh tại Châu Hoan, tại Nghệ An bây giờ. Thế và các ngài lớn lên đây và là phúc thần của nhân dân. Cho nên ở đây là có thờ thân phụ, thân mẫu, đó là ông Nguyễn Công Khoan và bà Trần Thị Hằng, và thờ tứ vị đại vương, trong đó có hai vị âm phù và hai vị chính thức, đó là Đông Bảng Đại Vương và Minh Cát Đại Vương. Thế và hai vị âm phù đó là phối thờ, đó là Linh Ứng Đại Vương và Ngũ Lôi Đại Vương. Thì trong cái đêm mà vua Lý Thần Tông đến đây thì hai ông đã âm phù báo mộng. Lễ hội Đình Làng Vĩnh Trụ diễn ra trong hai ngày 14 và ngày 15 tháng Giêng với các nghi lễ tâm linh truyền thống. Trước kia làng có lệ việc tổ chức các kỳ phúc hội trong năm được phân cho các giáp đảm nhiệm. Tuy chỉ diễn ra trong hai ngày, thế nhưng việc chuẩn bị phải mất cả tháng, thậm chí là việc chọn lúa gạo dâng lễ phải được thực hiện từ vụ mùa năm trước. Ngày nay lễ hội có phần giản tiện hơn, các quy định được nới lỏng, nhưng vẫn giữ được nền nếp của ông cha xưa. Một năm kể cả Tết là có 5 tiết, tiết rằm tháng Giêng, tiết rằm tháng 4, tiết rằm tháng 6, tiết rằm tháng 11, tiết Tết từ xa xưa ấy, thì có 4 giáp. Nhưng mà đến thế hệ chúng tôi thì ở đây là có 6 giáp. Đấy. 6 giáp thì người ta tổ chức là mỗi giáp là có một ông trưởng cai để phục vụ trong cái năm ấy, thì là trưởng cai chịu trách nhiệm toàn bộ làm cỗ. Thế rồi là gọi những rước sách, nó có điều lệ rồi. Mỗi giáp là phải bao nhiêu người đi rước cờ, bao nhiêu người đi cầm bát biểu, thì nói chung là 6 giáp mà ta tổ chức rất chặt chẽ. Đấy, mỗi khi việc làng là cứ thế là các giáp lo liệu. Thế còn ở làng thì cũng trích ra 3 mẫu ruộng để cấy trồng thu hoạch và lấy kinh phí đó để làm lễ. Sau
Sau tiếng trống, tiếng chiêng tưng bừng khai hội, cũng là vào giữa giờ thìn ngày rằm tháng giêng, kiệu thánh bắt đầu được rước ra khỏi đình. Đi đầu là đội cờ sai, tiếp đến là đội chống lệnh, bát biểu, chấp kích và đội kiệu, sau cùng là đội tế và bà con dân làng. Các chàng trai ngoài quy định trai tráng, chững chạc, khỏe mạnh, còn phải tuân thủ nghiêm lệ làng về nền nếp gia phong, trang phục và nghi lễ khi tham gia cuộc rước. Lễ hội đình làng Vĩnh Trụ được tổ chức trong mối giao hảo Vĩnh Thủy, tức Vĩnh Trụ, với làng Ô Giang, nay là Ô Mễ, thuộc xã Tràng An, huyện Bình Lục. Mối giao hảo này được ghi trong văn tế công đồng đình làng và được cổ nhân truyền lại, bắt nguồn từ sự kiện hai ông Đông Bảng, Minh Cát đi thuyền du xuân theo sông Châu. Sang đến Ô Giang thì dừng thuyền, ngoạn cảnh, ban lộc phúc cho người dân ở Ô Giang. Sau khi hai ngài hóa thiên, Vĩnh Thủy và Ô Giang đã kết nghĩa anh em và có giao ước cùng thờ Đức Đông Bảng và Minh Cát, lấy ngày rằm tháng giêng để mở hội. Chúng tôi là những thế hệ tiếp bước của cha ông, nhưng mà mỗi lần anh em của tôi gặp nhau thì phải nói là nó khó tả được cái tình cảm. Đấy, như là về với một anh em về cùng ở trong một gia đình sum họp. Lễ hội của hai làng trong tâm thức gắn kết hướng về nguồn cội, tri ân tiền nhân. Đoàn rước đi vòng quanh làng tới các công trình tâm linh, kiệu trên vai suốt lộ trình dài, nhưng ai nấy đều hân hoan. Hai năm một lần, đoàn viên anh em sum vầy, ai nấy đều hân hoan. Đó vừa thể hiện sự tôn trọng, vừa giáo dục đạo nghĩa cho các thế hệ bao đời nay, khiến nghĩa tình giao hảo gắn kết bền chặt keo sơn. Kết thúc cuộc rước, ban tế bắt đầu tế thánh, hàm ý cầu mong mưa thuận gió hòa, xã tắc bình yên, nhà nhà no đủ, đầm ấm, yên vui. Cứ hai năm một lần thì khi bên làng Vĩnh Trụ tổ chức lễ hội thì dân làng Ô Mễ lại sang, và hai năm sau thì dân làng Ô Mễ tổ chức lễ hội thì dân làng Vĩnh Trụ lại sang. Đối với hai làng thì có một cái mối quan hệ rất là bền lâu. Qua cái lễ hội này thì hai làng này có cái dịp để gặp gỡ nhau, trao đổi lại những kinh nghiệm về phát triển kinh tế xã hội này, về thăm hỏi của dân làng này, về tình hình phát triển của hai địa phương, đồng thời lại gắn chặt thêm cái mối quan hệ giữa hai dân làng này, và cha ông đã dày công vun đắp và lưu truyền lại, cũng thể hiện là cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, cùng chúng ta cùng thắp nén tương nhang, và hai làng đều lễ một hai vị thần hoàng cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, người người mạnh khỏe. Bên cạnh phần nghi lễ thì nội dung phần hội luôn thu hút sự tham gia của đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương. Đây cũng là không gian thu hút giới trẻ nhiều nhất. Không khí hoạt náo, sôi động khiến khu vực hội thêm đông vui tấp nập. Tại đây giới trẻ được tìm về với những thú vui dân dã, nhưng không kém phần trí tuệ của cha ông. Vừa là lực lượng tham gia vào phần nghi lễ, vừa trực tiếp đảm nhiệm phần hội. Đây là cách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của quê hương mà mỗi người dân Vĩnh Trụ lấy làm giáo dục con cháu. Ngày nay, tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn đã làm thay đổi diện mạo làng quê Việt. Thị trấn Vĩnh Trụ mang trong mình vẻ khang trang, hiện đại, sầm uất của một đô thị văn minh trên đà đổi mới. Thế nhưng, mái đình, chùa làng, văn chỉ, nơi lắng đọng lại những giá trị tín ngưỡng tâm linh và tinh thần của hàng trăm thế hệ, vẫn vẹn nguyên, trường tồn với thời gian. Đình có niên đại từ thời Gia Long, vốn trước đó là Sinh Từ, và là đền thờ Đức Đông Bảng và Minh Cát Đại Vương. Tổng thể ngôi đình có 5 tòa, 17 gian, kiến trúc theo kiểu nội chữ Tam, ngoại chữ Quốc.
kiến trúc hậu cung và đại bái có hai mái riêng nhưng chung một trái bít đốc. Khoảng trống ở giữa để lấy linh khí của trời đất. Công trình đã thể hiện nghệ thuật chạm khắc tài hoa của nghệ nhân xưa với các hình tượng mẫu long giáo tử, phúc hỏa long, long, ly, quy, phượng, gợi sự uy nghiêm nhưng nhẹ nhàng, thanh thoát. Nhiều đồ thờ, cửa vòng, bát biểu, nhang án, quán tẩy cổ thư, cổ vật quý hiếm và 23 đạo sắc phong. Trải qua nhiều thập kỷ, hàng câu đối cuốn thư vẫn nguyên vẹn với thời gian. Ở đó ghi lại ân đức của các vị thánh nhân được dân làng Vĩnh Trụ hương đăng thờ phụng. Đặc biệt, hàng câu đối từ xa xưa đã khẳng định: Vĩnh bằng phúc địa đa kim bảo, trụ lập kình thiên tựa thạch bàn. Nghĩa là nhờ được ở nơi đất lành nên làm ăn được phồn thịnh, có nhiều của cải, cột đứng chống trời vững chãi như núi đá không lay chuyển. Đây là một cái lễ hội là làm tương đối chặt chẽ và huy động được toàn bộ sức dân tập trung đóng góp và làm nên được thành công của cái lễ hội này. Thế còn thì tới đây, việc để duy trì, giữ vững, phát huy được cái lễ hội của đình làng Vĩnh Trụ thì chúng tôi sẽ tiếp tục truyền thụ lại những cái giá trị ấy cho con cháu chúng tôi sau này sẽ tiếp bước và làm tốt những cái việc này hơn nữa. Cách đình không xa là chùa Vĩnh Trụ có tên chữ là Sùng Khánh Tự. Chùa liên quan tới các vị thành hoàng được thờ ở đình. Từ chuyện cụ Nguyễn Khoan cùng hai con Nguyễn Bảng và Nguyễn Cát di cư về đây nương nhờ cửa Phật, học hành thành tài và trở thành những bậc hiền tài của triều đình. Đến việc vua Lý Thần Tông cùng các quân thần dừng chân nghỉ ngơi trên đường đi đánh giặc, rồi được các vị thần báo mộng âm phù cho thắng giặc. Bởi thế mà nhà vua đã để tặng cho ngôi chùa cổ ba chữ Thánh Trung Vương, hàm ý là các bậc thánh chung với vua đều ở đây. Bức đại tự được đắp cách nay vài thế kỷ vẫn còn nguyên vẹn. Cùng với đó, chùa Vĩnh Trụ còn có cổ vật quý như quả chuông đúc từ thời Hậu Lê, khắc chữ Dụ Tông Miếu Triều Tàng Vĩ, Đại Vu Dịch Quốc Thiên Hạ Kỳ Cảm Vĩ Nhân Gia. Nghĩa là giữ được tổng hiếu quê mình thì đất nước và muôn nhà đều một tình cảm chung ấy. Người có công lớn trong các công trình văn hóa tâm linh của Vĩnh Trụ là tiến sĩ ông Nghè yêu nước Vũ Văn Lý. Không chỉ trùng tu đình chùa mà cụ Nghè Lý còn xây dựng văn chỉ khơi dậy truyền thống hiếu học trên đất Vĩnh Trụ, Nam Sang. Văn chỉ Vĩnh Trụ nằm cùng quần thể đình chùa Vĩnh Trụ. Đây là công trình kiến trúc nho giáo gồm hai dãy nhà, mỗi nhà ba gian vững chãi. Đặc biệt tại đây còn bảo tồn lưu giữ các hiện vật văn hóa quý như bia ký, các hoành phi, câu đối với nội dung phần lớn để tôn vinh đạo học, khuyến tài và ca ngợi Đức Khổng Tử cũng như nền giáo dục nho học. Đây cũng là nơi rèn đức luyện tài của nhiều nhà khoa bảng, trong đó có Phạm Văn Nghị, Dương Khuê, ông Nghè đất Giao Cù, Vũ Hữu Lợi, ông Nghè đất Châu Cầu, Bùi Quế, đặc biệt là Tam Nguyên Yên Đồ, Nguyễn Khuyến. Văn bia này là cái văn bia được xây dựng gồm có hai nội dung, hai mặt bia, đó là Vĩnh Trụ Thần Từ Bi Ký và mặt bên kia đó là Thần Từ Nguyên Lệ Toát Yếu Bi Ký, tức là nói đến hai cái lĩnh vực, tất cả một trang sử của đình làng Vĩnh Trụ và cái huyền tích thờ thành hoàng làng ở đây, thờ thần ở đây. Về toát yếu thì quy định về đất cát, rồi tất cả những cái sản vật, rồi đến địa linh ở đây, nói đến cái nơi thờ thần và thờ thành hoàng làng. Thế và còn là cái Vĩnh Trụ Thần Từ Bi Ký thì là quy định các cái sự ứng xử giao tiếp, ứng xử thờ thần và cái sự học hành của con dân của địa phương, của trang ấp ở trang Vĩnh Trụ xưa. Và cho đến ngày nay đây là một trang sử tôi nghĩ rằng là nói lên hết cái yếu tố thiêng, cũng như yếu tố về văn hóa lịch sử, cũng như yếu tố về cái thờ thành hoàng làng và những người đối với dân với nước.
Đây cũng là nơi tiến sĩ, ông nghề yêu nước Vũ Văn Lý dạy chữ nghĩa và đạo lý làm người cho nhân dân địa phương và vùng lân cận. Sau cách mạng tháng 8, trở thành nơi mở lớp bình dân học vụ, sau đó là trường cấp 1, cấp 2 và là phân nhánh của trường cấp 3 Biên Hòa những năm chống chiến tranh phá hoại. Trải qua thời gian, một số hạng mục đã xuống cấp, văn chỉ cũng đã được trùng tu, tôn tạo. Những dấu tích của nền văn chỉ xưa vẫn còn, truyền thống hiếu học của địa phương trên cái nôi văn chỉ vẫn được phát huy. Là một người con sống trên mảnh đất Vĩnh Trụ, cháu cảm thấy rất là tự hào khi quê hương mình, nơi mình đang sinh sống, có một di tích lịch sử cấp quốc gia. Và là một người học sinh, cháu xin hứa sẽ gìn giữ và phát huy truyền thống hiếu học của quê hương. Và khi đi đến đâu thì cháu cũng cảm thấy mình tự hào khi được là một người con của Vĩnh Trụ, một mảnh đất truyền có truyền thống hiếu học ạ. Ngôi đình cùng văn chỉ và chùa Sùng Khánh Tự của làng Vĩnh Trụ đã tạo nên một quần thể di tích tâm linh khép kín, gắn liền với đời sống văn hóa của nhiều thế hệ người Vĩnh Trụ sinh ra và lớn lên trên mảnh đất địa linh nhân kiệt này. Đây là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống văn hóa của địa phương nói riêng và là một trong những điểm du lịch văn hóa cộng đồng nổi bật của huyện Lý Nhân. Để tiếp tục bảo vệ và giữ gìn khu di tích lịch sử văn hóa, thì cũng được sự quan tâm, sự nhất trí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thì chúng tôi cũng được sự đồng thuận của nhân dân, thì cũng đã tiến hành đầu tư và trùng tu sửa chữa cái khu vực bảo vệ khu di tích là khu bảo vệ khu vực 2 để chúng tôi làm cổng đình và hàng rào đá xung quanh hồ đình, giếng ngọc của trước hồ trước cửa đình. Thế và tôn tạo sân đình rồi làm các cái hạng mục phụ trợ trong khuôn viên bảo vệ khu di tích, thì chúng tôi là những người được phân công quản lý, thì cũng luôn luôn là tuyên truyền vận động bà con nhân dân chúng ta phải giữ gìn bảo vệ khu di tích lịch sử văn hóa mà các bậc tiền nhân chúng ta để lại, để làm sao đây là một cái điểm nhấn, một cái khu trung tâm văn hóa để mọi người dân được đến chiêm ngưỡng và đến được bái yết thành hoàng của làng. Vĩnh Trụ được ôm ấp bởi dòng Châu Giang và Long Xuyên, con sông của đất Hà Nam, còn để lại trong lịch sử và tâm thức người quê hương nhiều chiến tích và huyền thoại. Bên dòng sông ấy hàng trăm năm qua, người Vĩnh Trụ vẫn luôn gìn giữ vốn truyền thống quý báu của ông cha. Và càng không thể đổi thay khi cái tâm của những con người nơi đây luôn chọn một lòng hướng tiền nhân tiên tổ. Đó chính là cái hồn cốt để làm nên bản sắc và nét thuần phong mỹ tục của làng quê đang trong quá trình đô thị hóa và hội nhập, góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa truyền thống quê hương đất nước.